Nổi da gà với màn biểu diễn văn nghệ mãn nhãn khiến người xem không khỏi tự hào về truyền thống yêu nước lâu đời của Việt Nam ta. Mới mở đầu đã cháy đến mức khiến người xem không thể ngồi yên rồi, với tiết tấu dồn dập cùng lời bài hát vô cùng ý nghĩa dưới sự thể hiện của các bạn học sinh, ai nấy cũng cảm thấy quá đỗi tự hào vì dòng máu Việt Nam chảy trong cơ thể. Người xem thì không khỏi xuýt xoa vì sự tin tưởng tuyệt đối của các bạn dành cho nhau. Những cú rơi tự do không một chút do dự, không một ai có thể rời mắt vì quá bánh cuốn. Cộng đồng mạng thì nức nở thừa nhận, các em bây giờ tài năng quá, diễn những bài như thế này vừa đẹp vừa hoành tráng lại còn cực kỳ ý nghĩa. Không như nhiều tiết mục bây giờ chào đón ngành nhà giáo nhưng mà nó lạ lắm. Cả trường kiểu, thôi diễn gì nữa lớp nó dày nhất luôn rồi. Mình xem mà nổi cả da gà, chảy nước mắt luôn ấy. Quá đỉnh, xem đi xem lại không chán, nhìn cuốn thật sự. Các bạn nghĩ sao về tiết mục xuất sắc này? Cùng chia sẻ suy nghĩ xuống bên dưới phần bình luận cũng như tiếp tục ủng hộ 8TV bằng cách like, share và subscribe để cập nhật thật nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nữa nha.